một chiếc xe đời cao với cái mức giá chỉ 200 triệu thôi. Thực sự một cái mức giá rất hợp lý cho quý vị anh chị các bạn mua một chiếc xe 5 chỗ về sử dụng gia đình. Và chiếc xe mang cái khối động cơ 1.2 thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó thời điểm hiện tại bây giờ nó cực kỳ là phù hợp anh chị nhé. Chiếc xe em đang chào bán tại salon với mức giá là 200 triệu bao gồm phí hồ sơ vận chuyển toàn quốc. Vâng, Mitsubishi S-Changer sản xuất năm 2015 và lăn bánh lần đầu năm 2016. Và chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan anh chị nhé. Xe thì có đảm bảo cho quý anh chị các bạn là xe không nổi, đâm xô tai nạn hoàn toàn không có. Quý vị anh chị các bạn có thể mang thợ thuyền qua check test thoải mái chiếc xe này tại salon của em. Có địa chỉ tại 189 phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Đó. Quý vị anh chị các bạn quan tâm đến chiếc xe có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của em được lấy hình ảnh chi tiết về chiếc xe nhé. 0976081699. Thì điều đầu tiên quý vị anh chị các bạn yên tâm là xe bên em sẽ có đảm bảo cho quý anh chị các bạn nào mặc dù xe đời cao hay xe đời thấp, nhiều tiền hay ít tiền, bên em cũng có đảm bảo cho quý vị anh chị các bạn là xe không lỗi anh chị nhá. Thì xe lỗi nó sẽ có giá của xe lỗi cũng như là không lỗi có giá của không lỗi. Thì chiếc xe này quý vị anh chị các bạn yên tâm là xe không lỗi nhá, có bảo đảm cho anh chị luôn. Xe mang tên tư nhân, biển số Hà Nội, nó cực kỳ là phù hợp cho quý vị anh chị các bạn khu vực Hà Nội và Sài Gòn sang tên đổi biển mẫu xe. Thì bên em có trao đổi xe và mua xe với cái mức giá dưới 500 triệu đồng. Quý vị anh chị các bạn đang có nhu cầu lên đời cũng như là trao đổi xe, chụp chi tiết chiếc xe của mình gửi qua Zalo giúp em để theo dõi, để hai bên có thể đưa ra cái mức giá hợp lý nhất để có thể trao đổi nhá. Đó, cận cảnh về chiếc xe Mitsubishi S-Changer này, hoàn toàn anh chị các bạn về sẵn sử dụng 2015 và lăn bánh lần đầu năm 2016 anh chị nhá. Mang cái tông màu ghi xám, một cái dòng xe phải nói nó rất bền bỉ theo thời gian. Thì với cái khối động cơ 1.2 thì mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ tầm 6,5 lít/100 km đường trường hỗn hợp. Cái form dáng của nó rất là căng phải không ạ? Hoàn toàn không có đâm xô móc méo gì nhá, hệ thống keo chỉ nguyên, máy chất luôn. Đấy, và salon em kia có địa chỉ tại 189 phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương nhá. Đây chị này, với cái phần thân vỏ của chiếc xe đây nhá, thân vỏ này. Thân vỏ của chiếc xe này đã được bên em sơn anh chị nhá, sơn và đánh bóng cả xe luôn. Đấy, quý vị anh chị các bạn hoàn toàn là về sẵn sử dụng đối với chiếc xe. Tất cả các hệ thống đèn hậu của xe là hoàn toàn là nguyên bản nha chị nhá, hoàn toàn nguyên bản luôn. Mitsubishi S-Changer. Đấy, 2015 mức giá vô cùng hợp lý cho anh chị các bạn mua một chiếc xe về sử dụng đi gia đình với cái tầm tiền kinh tế vừa phải nhá. Đây gầm này, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Thái Lan. Đấy. Với cái mức kinh tế 200 triệu. Đấy, dưới 200 triệu đã có thể sở hữu được một chiếc xe 5 chỗ về sử dụng đi gia đình rồi. Lại nhập khẩu anh chị nhá, chấm nhỏ thì thực sự nó quá kinh tế luôn. Khoang ngồi rất là rộng rãi. Này, nội thất thì đã được chủ xe bọc mới hoàn toàn rồi. Khoang ngồi rất là rộng luôn anh chị này. Khoang ngồi rất rộng luôn nhá. Chân nỉ sạch sẽ. Đó, chân nỉ theo xe rất sạch luôn. Vẫn là đầu đài trung tâm nguyên bản anh chị nhá. Anh chị này, hệ thống keo chỉ của chiếc xe là hoàn toàn hệ thống keo chỉ nguyên. Đó anh chị này, xe không có đâm xô móc méo gì. Nói chung là chiếc xe này nó rất là đơn giản thôi, nó giống như chiếc Toyota thôi. Ai cũng không có gì đặc sắc cả, không có gì nhiều điểm nhấn anh chị nhá. Hộp số sàn, đấy, 1.2, đầu đài nguyên bản theo xe. Điều hòa mát, đấy, trang bị hai túi khí an toàn. Điều hòa mát luôn, nói chung chiếc xe anh chị các bạn về sẵn sử dụng. Đó, anh chị các bạn ở gần có thể đến trực tiếp xem xe anh chị nhá. Đấy, bên em có lộc lá cho anh chị luôn. Giá công khai là 200 triệu, một chiếc xe 2015. Quá là ok phải không ạ? Côn số mượt mà luôn. Đấy, nói chung là xe thì không có gì phải chê cả. Sẵn sử dụng và sẵn cho anh chị xem xe luôn tại salon. Chiếc xe này phải nói nó rất là bền đấy chị nhá, nó ngang tầm với cái dòng Toyota đấy ạ. Những cái dòng này không khách đi cũng như là người sử dụng bây giờ đi không ai nói là cái chiếc xe này nó hay hỏng vặt cả anh chị nhá. Nên anh chị các bạn hoàn toàn yên tâm. Nhưng mà đặc biệt là chiếc xe nó là chiếc xe nhập khẩu của Thái Lan. Đấy, Toyota thì nó là xe trong nước. Đấy, chiếc xe này nó nhập khẩu của Thái Lan anh chị nhá.
Đó, nó cũng không có gì nhiều điểm nhấn cả, nó rất là đơn giản thôi. Đây anh chị này, vẫn còn mức tiêu hao nhiên liệu, tiêu thụ nhiên liệu chiếc xe này này. Đó, nếu mà đi kết hợp này chúng ta chỉ đi hết tầm 5 lít thôi. Đấy, hỗn hợp này 6 lít anh chị nhá. Đấy, em nói 6 lít rưỡi là hơi nhiều, 6 lít thôi. Đấy, mức tiêu hao nhiên liệu phải nói nó cực kỳ là kinh tế nhá, cực kỳ kinh tế luôn. Em nổ máy, em quay cho anh chị các bạn hệ thống phong máy này luôn này. Đấy, máy nổ rất là êm, vì động cơ rất nhỏ, máy nổ rất là êm. Đây anh chị này, một cái hệ thống phong máy 1.2 anh chị nhá, một cái hệ thống phong máy 1.2 anh chị này, tất cả các hệ thống răng của xe nhá, hoàn toàn là không hề có một chút gì của động vang. Đấy, thực sự những cái chiếc xe lỗi hay không lỗi em cũng báo cho anh chị các bạn từ đầu video luôn, để chị các bạn có thể cân đối anh chị nhá, cân đối cái chiếc xe đó để có thể mua về sở hữu. Xe lỗi có giá xe lỗi anh chị nhá, keo chỉ camo nguyên luôn, máy nổ phải nói thì thầm luôn anh chị nhá. Vâng, một chiếc xe Mitsubishi S-Tranger 2015 với cái mức giá 200 triệu đang được chào bán tại Salon ô tô số 1 Kinh Môn. Quý vị anh chị bạn đang có nhu cầu sở hữu một chiếc xe 5 chỗ chấm nhỏ về sử dụng gia đình, liên hệ trực tiếp cho em để được sở hữu chiếc xe 0976 08169. Hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn qua những video clip tiếp theo ạ.